phá sản nền kinh tế tồi tệ nhất 40 năm qua, lỗi tại ai? Chính quyền mới của Anh Quốc vừa gây chấn động khi tuyên bố quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, công chúng đã được thông báo rằng mọi thứ đang tệ hơn rất nhiều so với những gì họ từng nghĩ. Liệu đây có phải là chiêu trò của Đảng Công nhân Anh để đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm? Hay thực sự nước Anh đang đứng bên bờ vực thẳm? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với lớp Nha Trang, nơi chúng tôi mang đến cho bạn cái nhìn đầu tiên về sự thật đằng sau những tuyên bố gây sốc này. Theo mạng tin châu Âu Elect TV, vào ngày 29 tháng 7, chính phủ Anh đã thừa nhận rằng quốc gia này đang phá sản. Điều này diễn ra ngay trước thềm cuộc đánh giá tài chính công, một bước đi mà Đảng Công nhân mới đắc cử đã lên kế hoạch để đổ lỗi cho Đảng Bảo thủ về khoản thâm hụt 20 tỷ bảng Anh, tương đương 23,7 tỷ euro. Bộ trưởng Tài chính Anh, Rachel Reeves, sẽ trình bày những phát hiện của cuộc đánh giá này trong một tài liệu gửi đến Quốc hội. Trong đó, họ sẽ cáo buộc Đảng Bảo thủ, đảng lãnh đạo Anh trong suốt 14 năm qua, đã chi tiêu quá mức mà không có nguồn tài trợ ổn định, đẩy đất nước vào tình trạng khốn đốn. Nhưng điều gì đang thực sự xảy ra ở Anh? Nhìn lại 2 năm trước, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngay lập tức, một cuộc chiến kinh tế chưa từng có đã nổ ra giữa Nga và châu Âu. Những lệnh cấm vận, các gói viện trợ khổng lồ cho Ukraine và cuộc chiến năng lượng đã khiến châu Âu chao đảo. Nhưng ít ai ngờ rằng, Anh, một quốc gia đứng ngoài cuộc, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Tỷ lệ lạm phát ở Anh đã tăng vọt lên mức 10,1%, đồng bảng Anh mất giá tới 24% và giá cả mọi thứ từ lương thực đến năng lượng đều tăng một cách chóng mặt. Tất cả điều này dẫn đến một kết quả kinh hoàng, nền kinh tế Anh đang trên bờ vực sụp đổ. Nguyên nhân: một phần là do Nga đã cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu, nhưng phần lớn là do chính sách sai lầm của cựu thủ tướng Liz Truss, được kỳ vọng sẽ trở thành Margaret Thatcher thứ hai của Anh, nhưng Truss lại trở thành thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử, chỉ vỏn vẹn 49 ngày. Chính sách ngân sách nhỏ của bà đã gây ra một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Chính phủ trợ giá điện cho người dân, nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công ty điện lực và ngân sách quốc gia. Những gì đang diễn ra tại Anh lúc này thật sự là một thảm họa. Việc giảm thuế và chi tiêu vô tội vạ của chính phủ đã khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải can thiệp bằng cách chi 65 tỷ bảng để mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng điều này chỉ làm tăng thêm gánh nặng nợ công, với con số nợ đã chạm mức 3.000 tỷ đô la Mỹ, gần ngang bằng với GDP của nước này. Vậy thì tương lai nào đang chờ đợi nước Anh? Liệu Đảng Công nhân có đủ khả năng để đưa ra các biện pháp cứu vãn nền kinh tế, hay họ sẽ đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn? Tất cả chỉ có thể chờ đợi và xem xét. Nhưng một điều chắc chắn, những gì đang xảy ra tại Anh Quốc lúc này sẽ mãi là một bài học đắt giá cho bất kỳ quốc gia nào dám mạo hiểm với số phận của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin của lớp Nha Trang. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và thú vị, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi và hấp dẫn nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những thông tin mới nhất và chân thực nhất. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.